thêm bột á, mai mẹ cho làm bánh. Đó, chúc mọi người sẽ có mẹ bánh thơm ngon nha. Đây mình có thơm, dùng một hoặc hai quả thơm và mình sẽ cho vào trong cái tô. Có thể mọi người có thể băm hoặc là dùng máy xay sinh tố hoặc là máy xay cầm tay như thế này để xay cho nó nhỏ cái thơm ra để làm nhân bánh. Ai thích mà ăn nó vẫn còn sợi sợi của trái thơm á, thì dùng dao để chúng ta băm ra nha. Nhưng mà nó hơi lâu, còn cái xay này thì nhanh hơn. Sau khi xay nhuyễn cái trái thơm này ra thì chúng ta sẽ cho thêm đường vào và chúng ta mang đi xên cho nó khô nhé. Chúng ta sẽ bỏ thơm vào đây để chúng ta xên. Tiếp theo thì chúng ta đổ 150g đường vào và 1/2 muỗng cà phê là bột quế. Cái bột quế này thì mua trong Bách Hóa Xanh có bán nhé. Và chúng ta cho thêm là 1/2 muỗng cà phê muối, muối tinh. Rồi sau đó thì chúng ta xên lên để cho nó khô cạn hết nước đi và nó khô sệt sệt để chúng ta vo viên được ạ. Bởi vì bỏ bột quế vào cho nên cái màu của cái nhân nó sẽ hơi tối, nó màu đen đen tối tối chứ nó không có được vàng tươi như là cái màu của dứa nhé. Thì chúng ta sẽ xên đến khi nào mà nó khô lại á thì mới được. Cái này nó vẫn còn ướt nhé. Đây, khi mà nó đã sệt sệt như thế này là được rồi này. Chúng ta sẽ tắt bếp và để cho nó nguội, sau đó chúng ta sẽ vo viên làm nhân nha. Trong thời gian chờ nhân thì chúng ta sẽ làm cái phần vỏ bánh. Chúng ta đem rây 150g bột mì đã sục và tiếp tục là thêm 40g đường bột nhé, và một lòng đỏ trứng gà cộng với 4ml sữa. Và chúng ta có thể trộn vào 30g sữa bột nhé, sữa bột của em bé đó. Chúng ta trộn một lúc, sau đó chúng ta bỏ thêm 100g bơ lạt. Nếu không có bơ lạt thì có thể dùng bơ tường an cũng được nhé. Đó, thì sau khi mà nhào, chúng ta không có máy thì nhào bằng tay cũng được. Cái bột này thì nhào nhanh thôi cho nên chúng ta có thể nhào bằng tay thì ok, không cần dùng máy. Nhưng mà mình lười cho nên mình cho vào máy mình quay cho nhanh. Đó, sau khi chúng ta đã thu được cái hỗn hợp bột sệt sệt như thế này á, thì nó hơi ướt ướt như vậy là chúng ta sẽ gói vào cái dây nến và đem bỏ vào tủ lạnh 1 tiếng, rồi sau đó chúng ta mang ra tạo hình bánh nhé. Đây là những cái nhân và đây là cái bột mình đã ủ 1 tiếng rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra và chúng ta sẽ nặn bánh. Và chúng ta có một vài cái khuôn. Sinh nhật đi kia nhé. Ta sẽ nặn bánh ha. Và bây giờ chúng ta sẽ mang đi nặn bánh nha. Chúng ta sẽ bóp chia đều cái số nhân và cái vỏ ra từng phần bằng nhau. Và chúng ta sẽ nặn qua viên tròn và bóp dẹp nó ra. Sau đó chúng ta sẽ cho cái nhân vào giữa và gói lại. Đó, chúng ta sẽ lăn tròn gói tất cả các bột lại. Rồi sau đó chúng ta mới cho vào từng cái khuôn và chúng ta tạo hình. Đó, chúng ta cứ làm các cái viên bột như thế này, cho nhân vào giữa hết đi. Rồi sau đó xong xuôi rồi chúng ta bắt đầu với tạo hình. Thì nó sẽ nhanh hơn, chúng ta làm cái khâu nào phải dứt điểm khâu đó như vậy á, thì nó gọn hơn cho chúng ta nhé. Đó, thì tạo hình đơn giản thôi. Mọi người cứ bóc dẹp cái miếng bột ra và sau đó thì cho nhân vào giữa và vê tròn lại để cho cái bột ở phía ngoài cái vỏ nó bao hết được cái nhân bên trong là ok. Đó, thì chúng ta cứ làm lần lượt cho hết số bột và số nhân là được. Đó, sau khi chúng ta đã cho nhân vào bên trong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái khuôn và chúng ta nhúng vào trong một cái chén dầu như thế này để nó đỡ dính nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ nhúng cái khuôn và để vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ cái viên bột đã có nhân đó, nó bỏ vào trong này luôn. Thank you.
Sau khi chúng ta đã tạo hình xong rồi á, thì bắt đầu chúng ta sẽ lấy dao và cắt tạo cái mắt dứa như thế này nhé. Đó, chúng ta sẽ lấy dao và chúng ta cắt. Tạo hình cái mắt dứa vậy đó. Cho nó đẹp. Sau khi mà tạo hình xong á, thì chúng ta mang đi nướng. Và trước khi nướng thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chén sữa và lòng đỏ trứng gà nhá, để quét lên cái mặt này. Thì cứ nướng 10 phút là chúng ta lại mang ra quét lại một lần sữa và lòng đỏ trứng, để cho cái màu bánh nó đẹp hơn, nó màu nó đậm đẹp hơn nhá. Thì đấy là cái cách mà tạo cái màu cho bánh. Và cái một cái lòng đỏ, mọi người cứ trộn thôi, một cái lòng đỏ trứng gà với lại khoảng một cái muỗng cơm á, là sữa tươi. Thì chúng ta mang quét hết tất cả, mang quét bánh, và cứ 10 phút chúng ta lại lấy bánh ra quét lại một lần, để nguội và quét lại một lần. Sau đó thì chúng ta nướng tiếp, nó sẽ ra cái màu bánh cho chúng ta là đẹp hơn nhé. Chúng ta không quét mà đem nướng luôn á, thì nó chỉ ra cái màu vàng vàng thôi, nó không có được cái màu đậm đậm như là kiểu như bánh nướng, mà chúng ta nên quét màu trước khi nướng. Trước khi nướng thì chúng ta sẽ set nhiệt độ là 175 độ C trong vòng 10 phút. Sau đó thì chúng ta đã tạo hình xong xuôi rồi, chúng ta sẽ mang nướng bánh ở 175 độ C trong vòng 25 phút. Đây là mẻ bánh đã ra lò nha cả nhà. Đây, và chúng ta sẽ đã có một cái mẻ bánh rất là thơm ngon hấp dẫn đây. Đó, thì chúng ta đã có một cái mẻ bánh dứa Đài Loan, hương vị rất là thơm, mùi bơ rất là thơm nồng, và bánh thì ăn rất là ngon giòn. Đó, chúng ta sẽ thử bể một cái bánh này ra nha. Đó, xem. Đó, cái nhân này, cái mùi dứa và mùi quế nó hòa quyện vào nhau rất là thơm. Đây, thơm ngon mọi người ạ, rất là ngon nha. Đây là cái mẻ bánh dứa Đài Loan hôm nay mình đã hoàn thành rồi nhá. Mọi người có thể làm đi cũng rất là dễ, nhưng mà mình làm thì tạo hình chưa được đẹp lắm, nhưng mà ăn khá là ok. Bánh này sẽ thích hợp nhất với cái thời điểm là chúng ta vừa ngồi nhâm nhi một vài cái tách trà, vừa ăn bánh dứa hoặc là bánh trung thu đó, thì rất là hợp lý mọi người ạ. Rất là thơm ngon luôn. Eva, nhớ Eva subscribe và like nha. Và xin mời cả nhà cùng thưởng thức và luôn luôn ủng hộ kênh của mẹ con, nhớ ấn vào subscribe và like share nhé. Bánh dứa Đài Loan rất là thơm ngon hấp dẫn nha cả nhà. Có thể làm bánh này để ăn Tết hoặc là các dịp lễ, hoặc là những cái ngày họp gia đình cũng rất là thú vị ạ.